Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 10 năm độc tôn, giờ Vượng Vin bị xoán ngôi, ngai vàng của Vượng rung lắc dữ dội. Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Cách đây 10 năm, ông Vượng lọt vào danh sách các tỷ phú của Forbes với tài sản 1,7 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay, Việt Nam đã có nhiều người lọt vào danh sách các tỷ phú nhưng ông Vượng vẫn dẫn đầu. Mới đây, tỷ phú Trần Đình Long, ông chủ của thép Hòa Phát, đã vượt qua ông Phạm Nhật Vượng để trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông Phạm Nhật Vượng bị vượt mặt trên danh sách tỷ phú đô la của Việt Nam. Nguyên nhân do chuỗi tăng liên tiếp của cổ phiếu HPG đã giúp cho chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long vươn lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng doanh nhân giàu nhất thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng đã bị xoán ngôi. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Trần Đình Long đã bị rơi ra khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Lúc đó, giá cổ phiếu HPG đã giảm tới 30%, khiến tài sản của chủ tịch Hòa Phát giảm về dưới 1 tỷ đô la. Ngoài ông Trần Đình Long còn có ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch Novaland cũng bị văng ra khỏi danh sách tỷ phú. Giờ đây Hòa Phát hồi phục nhưng Novaland vẫn còn đang ngụp lặn trong rất nhiều khó khăn. Tỷ phú Trần Đình Long là tỷ phú ngành công nghiệp nặng, sản xuất thép, trong đó thép xây dựng chiếm tỷ trọng rất lớn. Việc thị trường bất động sản đóng băng cũng khiến cho ngành thép bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, làm ngành sản xuất, ông Trần Đình Long có thể tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng. Trong khi đó, ngành bất động sản không thể xuất khẩu được. Ngành bất động sản bị chôn chân ở thị trường trong nước, nó phụ thuộc vào thị trường này có khỏe bệnh hay không. Ông Phạm Nhật Vượng nhảy qua ngành ô tô được 5 năm, đây là bước chuyển hướng theo hướng bền vững hơn loại doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, đã qua 5 năm, nhưng VinFast của ông Vượng vẫn đang đốt tiền ngày một nhiều hơn. Theo báo cáo tài chính của VinFast gửi cho Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ vào cuối tháng 5 năm ngoái, thì trong 9 tháng đầu năm 2022, VinFast đã lỗ đến 1,5 tỷ đô la. Còn theo báo cáo quý 1 năm 2023, VinFast lỗ tiếp 598 triệu đô la, cao hơn mức lỗ 411 triệu đô la cùng kỳ năm ngoái. Nếu không hãm lại đà lỗ này thì VinFast sẽ đốt tiền của VinGroup ra trò. Chúa trộm VinFast vẫn không biết bao giờ tự đứng vững được. Ông Phạm Nhật Vượng lên thành tỷ phú là của công Vinhomes rất lớn. Trong 10 năm qua, Vinhomes luôn là đầu tàu của VinGroup tăng trưởng mạnh. Nó giúp cho ông Vượng giữ vững ngôi vị lâu đến như vậy. Có lẽ ông Vượng nhìn thấy tính thiếu bền vững của thị trường bất động sản mà đã nhảy qua công nghệ. Tuy nhiên đã 5 năm nhưng VinFast vẫn đòi phải cho bú thì mới có thể tồn tại. VinGroup lấy tiền của Vinhomes đem nuôi VinFast trong nhiều năm, giờ đây có dấu hiệu đuối dần, làm cho các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng lung lay. Để trấn an nhà đầu tư, ông Vượng hứa tặng VinFast 1 tỷ đô la và Ed Vinhomes tặng thêm 1,4 tỷ đô la nữa để nuôi đứa con bạo ăn của VinGroup. Vinhomes chỉ đang gặp khó khăn vì thị trường bất động sản còn đang ngủ đông. Trong khi đó thì VinFast cứ đốt tiền như đốt lá khô vậy. Hình ảnh này ai cũng thấy thì làm sao nhà đầu tư không thấy được. Và nó cũng là nguyên nhân không nhỏ làm cho cổ phiếu của VinGroup không được cao nên đã ảnh hưởng đến tài sản của ông Vượng. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Phạm Nhật Vượng bị vượt mặt hay chỉ là nhất thời hoặc lâu dài? Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú Forbes từ năm 2013. Nhất thời hay lâu dài thì đó là câu trả lời rất khó bởi không ai đoán định được giá cổ phiếu của Hòa Phát sẽ tăng bền vững hay chỉ là tăng nóng. Tất cả đều phải chờ thời gian trả lời. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là ông Vượng không còn khẳng định được vị thế ngai vua mãi được. Đã đến lúc ông Vượng bị thử thách. Việc rẽ nhánh sang công nghệ là hướng đi bền vững. Mặc dù vậy, nó chỉ là bền vững khi VinFast tự đứng được. Còn với tình hình hiện nay, đã 5 năm trôi qua mà VinFast chưa tự đứng được và liên tục lỗ ngày mỗi nhiều. Thì đấy là thử thách cực kỳ lớn. Không biết chừng chính VinFast sẽ kéo VinGroup đi xuống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin 10 năm độc tôn, giờ Vượng Vin bị xoán ngôi, ngai vàng của Vượng rung lắc
dữ dội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vũ Trung Nguyên hoang tưởng về loài cá, ao sẽ bá chủ đại dương. Cà phê ở Việt Nam được ông Đặng Lê Nguyên Vũ hô hào thành một thứ văn hóa như trà đạo. Trà đạo là văn hóa của người xưa, người đốt thời gian để mà tán gẫu. Phong cách này không hợp với người phương Tây và đặc biệt là không hợp với những người hiện đại. Ở phương Tây, nếu lúc rảnh rỗi người ta dành thời gian cho gia đình, họ thích đi dã ngoại, đi du lịch chứ họ không thích la cà cùng bạn bè, uống trà, cà phê suốt cả buổi. Cá trong ao đang tuyên bố sẽ bá chủ cả đại dương. Người Việt Nam xưa nay uống cà phê cứ ngồi lì tại quán, nói chuyện rông dài suốt buổi, mặc dù đó là các nhân viên văn phòng đang trong giờ làm việc. Với lại ở Việt Nam, tình trạng vô công rồi nghề rất đông, nên xã hội đã nuôi dưỡng thói quen đốt thời gian vào những câu chuyện vô bổ như thế. Đó là lý do tại sao loại hình cà phê vườn ở Việt Nam bùng nổ và có đất sống cho đến hôm nay. Đấy là môi trường tốt để Trung Nguyên lập ra hệ thống cà phê Trung Nguyên Legend. Hệ thống này tìm những mặt bằng đắc địa bố trí sang trọng nên hút được khách sang chảnh. Và thêm một yếu tố nữa là những người làm văn phòng thường sợ uống cà phê vỉa hè vì những loại cà phê ấy chủ yếu là làm bằng hóa chất. Đó là những lý do khiến Trung Nguyên thành công tại Việt Nam. Còn ra thị trường thế giới thì sao đây? Thị trường cà phê thế giới vốn được Starbucks định hình, loại cà phê Starbucks là cà phê chế biến, cà phê không phải là nguyên chất, không đậm. Người ta thêm vào đó những chất phụ gia làm cho khách hàng cả nam lẫn nữ đều thưởng thức tốt. Tại Thái Lan, hệ thống cà phê Amazon cũng bùng nổ mọi ngóc ngách, phổ biến đến mức tương đương với hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Cà phê Amazon không đắt như Starbucks và cũng không ngon bằng, tuy nhiên về cách pha chế nó giống với Starbucks và giá thì bình dân. Cà phê này đã định hình được văn hóa cà phê tại Thái Lan. Cà phê Amazon có hương vị gần giống với Starbucks hơn là Trung Nguyên. Tại Thái Lan, hãng cà phê Hòa Tan Trio cũng sản xuất và bán ra thị trường loại cà phê như Amazon nên bán rất chạy. Trong hệ thống siêu thị Big C, Lotus, Macron, v.v. đều có bày bán loại cà phê Hòa Tan này. Ngoài ra, trong hệ thống cửa hàng tiện lợi, 7-Eleven cũng bày bán Trio rất nhiều. Tại hệ thống siêu thị Big C, ông chủ người Thái Lan cũng nhập cà phê G7 của Trung Nguyên để bán, nhưng người Thái quay lưng, gần như không mấy ai đụng đến cả. Một người bạn doanh nhân Việt Nam trên đất Thái Lan kể lại với chúng tôi rằng, anh ta mua cà phê G7 tặng cho người Thái, bảo họ uống thử và cho nhận xét. Người này uống xong một ly thì lắc đầu, nói cà phê này có vị chát rất khó chịu. Vị cà phê đậm đặc làm cho người uống say sẩm. Họ nói thua rất xa cà phê Trio của Thái Lan. Ngay cả người Việt Nam mà quen uống cà phê Amazon thì cũng không uống nổi G7 của Trung Nguyên. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có quyền ước mơ, có quyền nói. Một vị chuyên gia giải thích rằng cà phê tương tự như rượu vậy. Rượu được cấu thành từ nước và cồn, tuy nhiên rượu ngon hay không là bởi chất phụ gia. Rượu ngoại ủ lâu năm trong thùng gỗ sồi cho hương vị thơm ngon, mặc dù so với vodka thì độ cồn ngang nhau. Người này nói cà phê cũng vậy, nếu uống cà phê nguyên chất thì bị ép tim, và đó là lý do người ta cần cà phê có pha chế để ra được hương vị tổng hợp như Starbucks hay Amazon. Ông này nói rằng cà phê Trung Nguyên so với cà phê Starbucks chẳng khác nào rượu vodka, chỉ có nước và cồn đem so với rượu whisky Scotland cao tuổi vậy. Cà phê Trung Nguyên rất lạc lõng, họ đang ở ao làng nội địa nhưng lại hoang tưởng chinh phục thế giới. Chắc chắn 100% sẽ là thất bại mà thôi, người này nói. Mới đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Đình Đám, đã lên báo nói rằng tới một ngày nói đến cà phê người ta sẽ nói đến Việt Nam. Có lẽ câu nói này làm cho rất đông người Việt Nam trong nước thấy thán phục. Nhưng với những chuyên gia phân tích thị trường
có am hiểu về thích uống cà phê, thì họ không tin là G7 của Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ cạnh tranh được với cà phê của các nước trên thế giới. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn dạy cho thế giới uống cà phê kiểu Việt Nam hay sao? Khó hơn lên trời hái sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Vũ Trung Nguyên hoang tưởng về loài cá ao sẽ bá chủ đại dương. Quý vị và các bạn hãy theo dõi vào nút Facebook và YouTube của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.